Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình XDS-TX500, dòng xe đạp với phân khúc dưới 8 triệu đồng. Và các bác đã được một chiếc xe đạp sở hữu bộ cấu hình đó là Shimano DOG 10 lít 3 đĩa cùng với cả bộ khung nhôm, và là một cái thương hiệu mà cũng đã rất là có tiếng trên thị trường xe đạp thể thao rồi, thương hiệu XDS. Một cái thương hiệu mà nó luôn cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao và cái giá cả thì rất là tốt. Thì hôm nay về một chiếc xe đạp địa hình cũng là đến từ thương hiệu XDS và model của nó là TX500 các bác nhé. Được sử dụng một cái bộ group chuyển động Shimano DOG 10 lít và 3 đĩa cho xe có 30 tốc độ khác nhau, cùng với cả là bộ phanh dầu, phanh của xe là sử dụng là phanh dầu. Đấy, và một cái bộ cấu hình cực kỳ là tốt như này, em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 7.600.000. Đó, mức giá rất là hợp lý để chúng ta có thể tiếp cận được cái những cái cấu hình rất là cao cấp. DOG hết từ đề chuyển số sau đến gạt đĩa trước. Đấy, 10 lít 3 đĩa. Vành bánh của xe là 26 inch các bác nhé. Vành bánh 26 inch. Sử dụng vành của Alex Jim. Đấy. Trên phần ghi đông của xe cũng được trang bị tay bấm xả Shimano DOG, phanh dầu Techo, và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái luôn để cho các bác khóa lại rất là tiện lợi. Giảm sóc thì là giảm sóc dầu thủy lực, giảm sóc này là cũng nguyên zin theo xe. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì size có cái size nó cũng khá là, sẽ có size khá là nhỏ, chỉ có là 15.5 inch các bác nhé. Nó sẽ phù hợp với các bác đi từ khoảng mét 58, mét 57-58 đến khoảng mét 68 đi là phù hợp. Bộ chuyển động DOG, một cái bộ chuyển động mà rất là cao cấp của dòng Shimano rồi. Và được rất nhiều các bác chơi xe tìm dùng cái dòng này. Lại cận cao cấp, một dòng cận cao cấp của hãng Shimano, sử dụng rất là mượt. Với cái mức giá chỉ có là 7.600.000, các bác đã có thể sử dụng và trải nghiệm cái đồ rất là cao cấp. Và giá bán của xe bên em là 7.600.000 bao ship toàn quốc, thì tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.